Đến như thế này thì ok rồi. Anh Vâng. rất là tin tưởng các em, kể Vâng. cả Kiên, cả Tú làm cái Vâng. xe này cho anh, là anh rất tin tưởng là em có một cái câu khẳng định là nếu có bất cứ một cái vấn đề gì thì anh chỉ cần gọi điện cho em. Đúng rồi. Đấy là anh tin tưởng Vâng. các em một câu đấy, còn là giá cả thì anh em đã chốt xong. Ok. Bây giờ anh chuyển tiền em, nó thật sự bây giờ muộn, anh nói thật sự anh không có thời gian. Vâng. Nhưng Anh mà nói anh cho thật em đấy. xin cái giờ. Hoặc anh về anh gửi vị trí, nói giờ nào sau. Anh nói thật là Đúng giờ có mặt cho anh. trong ngày 25 thì là em lên. Thực ra em cứ xem cái việc của em, chiều tối Không, hoặc là tối không, cũng được. không, em thì đang nghe bác. Đúng giờ nào ngày nào em có Thì mặt. là thì em cứ xem là khoảng tầm hay là hôm 25 thì buổi Tối sớm được. anh sẽ gọi điện cho em trước đi. Rồi. Có khả năng là tối anh sẽ về được hả? Thế là Hoặc là dễ, chiều đúng anh không? về chẳng hạn. Lên đi Trung cho Kim em ô vào. tô chào anh em nhé. Hôm nay có ông anh ở tận Hà Nội. Anh đặt em từ tháng 5 đúng không? Anh nói được nhưng mà che mặt được rồi, không sao. Cái xe này thì anh đặt từ Rồi. tháng 5. Vâng, Đấy, rất đến phát bây lộ. giờ thì thật ra là nó rất lâu rồi. Ok, Nhưng mà anh sang cũng máy không để anh lăn nói. tăn một cái điều gì cả. Nhưng mà Vâng. đến bây giờ cái xe nó lên như thế này thì Vâng. anh cũng đã nói ngay từ đầu là anh em mình thống nhất với nhau là cái xe là cái niềm đam mê của anh và anh thích. Vâng. Và em là người thợ thì em làm ra cái sản phẩm làm sao để cho anh thích Vâng. và được đón nhận Vâng và ạ. em cảm thấy vui nhất, Vâng ạ. mà em cũng cảm thấy hạnh phúc nhất khi em đã làm thành cái sản phẩm của em Vâng. mà anh là người được thụ hưởng nó. Vâng. Thế nên đến bây giờ khi anh lấy được cái xe này, đến bây giờ còn những cái chi tiết nó rất nhỏ nhỏ thì Vâng ạ. anh đã trao đổi với các em rồi và Rồi. em đã thống nhất với anh là em sẽ làm như thế. Rồi. Và cái tất cả mọi thứ thì anh cũng rất là mong muốn rằng là khi anh đi cái xe về, Tú đấy, cái xe anh đi về ấy, thì là mọi người người ta nhìn người ta cũng thích. Nên là còn những cái tiểu tiết nhỏ thì những anh tiểu tiết cũng nhỏ là cái gì? Anh nói lại cho tiểu em này. tiết nhỏ này, thứ nhất Thay đôi là gương. đôi gương thì là em đôi gương gì thì em cất đi cho anh. Sẽ Rồi. lắp cho anh một đôi gương lùn vào thì anh sẽ mang về anh tự cất đi. Rồi. Em lắp cho anh một đôi gương Đôi lùn gương thì này hôm cất nữa đi. rồi cất đi và Rồi. cái đèn pha này em chỉnh lại cho anh những cái nó Nó hở khít lại này, một tí. nó khít lại Thế này. là khít rồi như Em cố xem gắng. cái phanh trước ấy, khi mà anh chạy anh thấy khi mà phanh một phát nó có tiếng kêu. Đấy, mai đi một tí. Nhá. Cái phanh sau thì anh thấy nó cũng có một cái vấn đề. Thời Rồi. gian thì vẫn gần cho các em chỉnh được vì má phanh hoặc là cái Đúng rồi. hút phanh như thế nào thì em tự chỉnh được. Rồi. Cái đèn 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 soi biển số đằng sau, đèn hậu ấy Rồi. là em cũng xem vì nó đang hấp hơi. Hấp hơi ok. Đấy, về hiện lúc mà anh xuống thì cái chế thì vẫn là chế xịn. Đấy, Rồi. nhưng mà nó nổ thì nó không tròn tiếng. Mai Bây làm lại giờ cho thì anh. em làm lại thì đấy những cái tiểu tiết nó nhỏ như thế thôi. Rồi. Thì anh nói là các em làm thợ thì em biết các em chỉnh lại em tất cả dây côn, dây kiếc và cái độ cho nó mềm thôi. Tất nhiên là có thể là để lâu nó chưa nó dây nó mới, Đúng mình chưa rồi. đi nó chưa có độ Đúng co rồi. giãn. Nhưng mà đấy, bình xăng thì hôm trước anh cũng đã nói với Tú rồi là cái bình xăng của cái sâu in là cái quan trọng nhất. Rồi. Và nó gây ra cái thủng bình với điều kiện là mình phải xúc thật sạch bình. Rồi. Xe của anh thì chắc chắn là lúc nào xăng nó cũng đầy. Anh yên tâm nó sẽ có trách nhiệm xúc thật Đấy, sạch sẽ thế bình và nên mang lại là cho đấy anh. em xem ngày mai em chỉnh lại, thời Rồi. gian nó còn thì em chỉnh em đặt cái xe em chống lên hoặc Rồi. em ngồi lên nhé. Để nó cân em soi cái đèn, khi em bật đèn em soi cái bờ tường ấy. Rồi. Là em sẽ lấy cái tầm cho anh cái pha cái cốt là em sẽ nhìn được. Xong Đấy. em dọi thử ra cái đường này. Đấy, cao Vào cái thấp. chỗ đường tối Đúng là rồi. em sẽ nhìn cho anh những cái nội dung như thế. Vâng. Nhá. Đấy còn là ok như bây giờ thì đến như thế này thì ok rồi. Anh Vâng. rất là tin tưởng các em, kể Vâng. cả Kiên, cả Tú làm cái Vâng. xe này cho anh là anh rất tin tưởng là em có một cái câu khẳng định là nếu có bất cứ một cái vấn đề gì thì anh chỉ cần gọi điện cho em. Đúng rồi. Đấy là anh tin tưởng Vâng. các em một câu đấy, còn là giá cả thì anh em đã chốt xong. Ok. Bây giờ anh chuyển tiền em, nó thật sự bây giờ muộn, anh nói thật sự anh không có thời gian. Vâng. Nhưng Anh mà nói anh cho thật em đấy. xin cái giờ. Hoặc anh về anh gửi vị trí, nói giờ nào sau. Anh nói thật là Đúng giờ có mặt cho anh. trong ngày 25 thì là em lên. Thực ra em cứ xem cái việc của em chiều tối Không, hoặc là tối không, cũng được. không, em thì đang nghe bác. Đúng giờ nào ngày nào em có Thì mặt. là thì em cứ xem là khoảng tầm hay là hôm 25 thì buổi Tối sớm được. anh sẽ gọi điện cho em trước đi. Rồi. Có khả năng là tối anh sẽ về được hả? Thế là Hoặc là dễ, chiều đúng anh không? về chẳng hạn. Thì Hay là như này đi em bảo này. Bọn em chỉ tranh thủ em hay ship tối. Nhưng bây giờ bọn em hay ship trưa vì tranh thủ trưa mình không ăn mình đi ship vì Tết nhất rồi. Đấy, em ship ship trưa cho bác. Vì bác đã kiểm tra đây rồi. Là em ship cho anh là cứ thế anh nhận thôi, còn Nhá, sau này em có gì kiểm em chịu tra kia. tất lại cho anh một Rồi. lượt tổng thể nữa. Tổng thể đi một lượt. Vì thế nào, anh mà nếu mà nó có cái vấn đề gì ấy, là mình từ trên đấy về nó cũng không tạm Đúng anh không rồi, có đúng thời rồi, gian. đúng rồi. Đấy nhá, Vâng. còn là ok thì là tất cả mọi thứ như thế là Tú với Kiên nhá, các Vâng. em thợ đấy giúp anh là kiểm tra Vâng. lại hết tất cả cái ốc yết các thứ. Đấy. Cái phần như anh thấy cái phanh trước này anh cối một phát là nó kêu, khi Rồi. bóp vào là nó có cái tiếng kêu. Nhưng mà tiếng cái càng này êm chưa? Cái này êm chưa? Này chấp nhận rồi đúng Cái không? này thì Đấy. như Đã thế này ok rồi. Có nghĩa về cơ bản là bác ưng rồi, chỉ là vài cái tiểu tiết ví dụ về như là cái phanh là nói chung mình. là về cái tiểu tiết mà cái quan trọng nhất là cái xe xe win này ấy. Vâng. Em làm thợ em biết rồi là cái bản thân của nó ấy, là Vâng. nó chỉ có điện và xăng. Rồi. Điện nó chuẩn, xăng nó chuẩn thì nó nổ tiếng rất là êm, là sướng. Vâng. Em kiểm tra lại hết một lần khi lắp vào, Đúng rồi. giong giếc các thứ vào ốc em siết Chế lại chiếc Tú là nhá. kiểm tra lại hết. Ý bác là mình hoàn hảo tí nữa còn
thế này là bác chấp nhận được rồi, nhưng bác muốn hoàn hảo nữa, mình làm cẩn thận hơn ý nữa. Ý anh muốn là đây là em làm là vì cái xe này là tắc nghẽn là Tết là cũng có thể là anh ấy không phải đi thường xuyên, nhưng mà thực đúng ra rồi. Là để một tuần ấy, nếu nó chuẩn ấy, bật khóa điện phát nổ ngay. Đúng rồi. Riêng cái xe này đạp nhẹ phát là nổ. Hôm nay gặp một bác cho những góp ý. Đây anh nói nhá. Còn đây là cái chìa khóa này thì hôm trước là đã thống nhất là cái này của anh là phải có hai bộ đúng không? Một chìa, khóa một chìa. Khóa một chìa, đây là đây cả bộ rồi đây đúng không? Đúng rồi, một bộ là hai chìa. Có nghĩa là cả cốp. Đúng rồi, tất cả một chìa hết. Đúng rồi. Đúng không? Đấy nhá, những cái nội dung là như thế. Còn khi mà ngày mai ấy, xong hết tất cả. Vâng. Quay video một lượt. Em quay video một lượt, em chạy thử một lượt, kể cả đèn, điếc, xi nhan. Rồi, ok. Em quay sát cho bác. Ok. Ok nhé, còn vâng. đấy là anh nói là anh em với nhau, còn phải thời gian anh về là anh không có thời gian. Em hiểu rồi, em biết bác bận mà. Đấy, thế nên là đến bây giờ như thế này là nó thành phẩm như thế này là cũng là ok rồi. Vâng. Anh lẽ ra nếu không, thằng Loạn Tú nó nói, nếu không được ấy, anh có thể cho các em ra đến ra riêng. Vâng. Anh không ép các em, vì hôm nay anh nói thằng Tú một câu, anh gọi điện cho nó, có thời điểm anh gọi rất nhiều cuộc đâu em ấy. Nhưng mà anh định, anh chỉ nhắn tin rất nhẹ nhàng là Tú ơi, anh định anh bảo nó là, anh có nhắn cho Tú một cái nội dung Tú vẫn nhớ. Anh không ép em về thời gian. Rồi. Có thể là vì thế nào, hôm trước Kiên bảo với anh là sau 15 tháng 8 thì cái hồ sơ nó đúng rồi, chuẩn. Em thế nên là vì nó chậm như thế nên anh không muốn là ép các em nó quá. Nhưng vì như em Kiên nói một câu chia sẻ, anh cũng thấy là đúng này. Đi làm cả năm ấy. Vâng. Đều chỉ mong cái Tết. Đúng rồi. Và có đồng tiền về sắm sửa mọi cái cho gia đình. Đúng rồi. Anh cũng rất cảm ơn Tú và Kiên và các em vâng. đã làm những cái xe này. Với anh đang cảm ơn trước mắt, như với cái điều kiện rằng là anh phải sử dụng nó, anh mới biết được cái nội dung nó như thế này. Vấn đề em muốn nói một câu thì này anh sẽ biết là Tú ơi, bắt tay Tú cái anh à. Nên anh nói thật sự là nếu như mà cái này ấy là anh về anh đi à. Thì anh sẽ biết nó như thế nào. Vâng à. Nhá, việc đầu tiên em nói bác như này này, trước hết là để làm việc hãng, trước hết này mấy cả mai lắp đem buồn đâu em cất đi. Việc đầu tiên nói bác Thao này, đây là anh em thông cảm, bác không thích lên video nên là bác sẽ qua hàng sau lưng, còn ai muốn gì thì việc của anh em rồi đấy. Thực nhất là chia bác để nhà em từ tháng 5 bây giờ là nó hơi lâu, nhưng bác cũng đã tạo điều kiện cho bọn em để bọn em cảm ơn, đúng không ạ? Vì thứ hai, về cơ bản khi bác nhận xe bác cảm thấy là ưng lên 99% rồi, còn 1% là bác những cái tiểu tiết là nó chưa được trọn vẹn thì bọn em sẽ chỉnh sửa lại. Thì cũng rất là may bác xem ngày 25 là ngày đẹp, đúng không? Thì 25 có trách nhiệm hoàn thiện cho bác trong ngày mai, để chiều mai đúng giờ này, góc này quay kia sẽ quay chi tiết cho bác một vòng. Và tất cả những gì bác nói em đã quay video lại rồi, từ cái tiểu tiết nhỏ nhất em cho thợ làm và em sẽ kiểm tra và em sẽ quay video cho bác, kể đi thử cái thứ em đăng lên bác duyệt rồi. Là bác chỉ cho em một ngày, một giờ đúng ngày 25, có thể buổi trưa em ăn cơm xong 1 giờ em xuất phát đến nhà bác tầm khoảng 3 giờ em ra. Thì lúc ấy bác qua nhà là tốt. Bây giờ nhé là xong thôi. Thôi thì không quay nữa. Ok. Okay. Thế thì cảm ơn bác. Okay, đấy, chốt kèo thành công nhá bác nhá. Xong là anh em vui vẻ đúng không ạ? Ok, không okay anh em ơi. Vì bác cũng làm một cái gì đấy trong nhà nước mà nó rất là khó lên mạng thì em xin mãi đấy mới được cái video. Thì thôi anh em thông cảm, còn ai nghĩ thì nghĩ, bây giờ em tạm dừng cái video là bác đã xác nhận thành công xong kèo. Thì bây giờ em ngồi em nói chuyện bác và đếm tiền là bác đi về, không quay video như người khác được. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và hôm nay cũng một cái video rất là chân tình. Thực sự rất nhiều người nhận xe như em ấy, người ta rất là nhanh và người ta không soi nhiều. Nhưng đây không phải là soi, mà đây muốn khách hàng phải mất đồng tiền đúng không ạ? Người ta có quyền để kiểm tra xe xem đúng như mình cam kết hay không. Đấy, bác thì những cái to cái chính bác ok hết rồi. Có những lạt vặt, ví dụ phanh đi bóp hơi kêu nhẹ nhẹ thì mình có thể mình xử lý này. Dây phanh nó có thể hơi cứng hơn yếc, mình có thể chỉnh thông dầu này. Ví dụ thế. Đấy, đơn giản thế thôi. Ok. Đấy, chào tất cả anh em nhé. Và một lần nữa anh em mua xe, dọn xe, theo dõi Trung Kiên, ủng hộ Trung Kiên. Nhấn mạnh không ghét máy áp, không nhắn tin. Chủ mua Zalo cho em qua số Zalo là 0782103333 hoặc 0358444888 nhá. Và thông qua video để em biết được này, những em chưa xe cổ hãy chơi đi mới hiểu được, nó rất là khổ. Đấy, khổ lắm. Mất đồng tiền nó khổ. Ok. Chào tất cả anh em. Cảm ơn các bạn một lần nữa nhá. Ok, xong kèo. Cảm ơn anh em. Ok anh em nhá, bác đấy anh em thử xe đây nhá anh em nhá. Và bác đã duyệt rồi. Bây giờ bác đi thử lần cuối xong bác đi về. Đấy. Em rất cảm ơn bác là vì bác đã luôn luôn cho những ý kiến nhỏ nhất. Có rất nhiều anh ạ. Anh lên video được đúng không? Có rất nhiều người đến nhà em nhận xe một cách rất là chóng vánh, rất là nhanh. Nhưng thực chất em không thích như thế đâu. Em thích cái bác phải soi như anh này này. Soi như này mới chuẩn này. Đấy, bác không cho đọc tên chứ không phải xóa đoạn tên đi. Đây này. Em sẽ không quay mặt nữa. Đây anh em nhá. Cửa hàng em bây giờ là 11 giờ đêm nhưng vẫn hoạt động bình thường em nhá. 11 giờ đêm rồi. Đấy, bác đến bác kiểm tra bác đi thử đây. Đấy. Tiếng bô nghe từ xa mới hay. Tiếng bô win nghe từ xa mới hay. Đấy anh em nhá. Đây là anh bạn đi cùng thì quay video được. Còn ông anh thì không đi quay được, không cho quay. Không quay mặt anh yên tâm, em quay ở dưới thôi. Em quay ở dưới thôi. Đây rồi. Đấy, quay dưới chân này. Đấy, đề số bắt vào thì gãy luôn.
xe đang chạy biển số anh em nhá. Anh ga vài cái nào, ga nhẹ nhẹ này. Đấy. Đấy. Tiếng mô này nhá, anh càng đi càng hay. Đấy. Đây anh em này. Quay nhưng không quay mặt. Đấy. Đấy. Nó phải đoạn như này anh em nhìn này. Bác về bác xem lại cái video này đây này. Hơi đồ bỏ phê luôn anh em nhá. Đấy, chế này. Đấy, phun này, re này. Đấy, phải dọn cái xe như này mới xứng đáng anh em ạ. Nói chung là ai chả muốn xe ngon, nó thật anh em thế, nhưng quan trọng vẫn là tiền. Đấy, T mà T, tiền mặt. Đấy. Đấy nha anh em nhá. Chốt kèo thành công. Phê luôn. Đây là bác không cho em quay mặt chứ quay mặt bác mai bác nhìn lại mới đẹp. Đấy. Đấy. Từng chi tiết nhỏ anh em nhá. Từng chi tiết nhỏ đây. Vành này, anh em vành này, sáng bóng chưa? Đấy, ốc này, từ ốc trẻ này. Đấy. Để chân này. À, cần phanh này. Cần bóp phanh này. Đấy, thụt này, re này, cổ này. Đấy, chế này. Êm không anh em nghe êm không? Nắp này. Đấy. Ok, thụt sau mới tinh nha anh em nhá. Thụt sau này. Bô lổ từng tiếng này anh em nghe này. Đấy, bịt bô này này. Êm thít không tiếng động. Đấy. À, từng chân tơ cái tóc anh em nhìn cái sinh nhan phê không? Hai. Thấy sinh nhan chưa? Thấy chưa? Đấy, nhún 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 luôn này. Này. Nhún nhún nhá. Nắp vào sau này. Tức là ý của anh ấy là đấy, ý của anh là cái thụt sau. À xin lỗi, ý của anh là cái phanh này này. Đấy nó mới này. Đấy nó già này, chưa chuẩn này. Bây giờ phải đi một vài vòng bóp phanh là nó già này, ok ngay. Đấy. Mấy cái pha đèn này này, cái chỗ này cũng là khít rồi này, nhưng anh chưa muốn khít nữa. Vì em rất muốn các bác phải từ cái tiểu tiết. Đấy. Đây này, đồng hồ đẹp không? Nét căng cái đồng hồ nhá. Đấy, cùng có tắc này. Đấy, mọi thứ ok nhá. Đẹp không anh em? 11 giờ đêm khách đến nhận xe nhưng mà khách bảo xem ngày 25 đẹp mới lấy. Hôm nay 23 họ chưa lấy. Đẹp không anh em? Cái xe này đã xứng đáng để anh em chơi chưa? Dừng chân trống đứng lên một cái. Đấy anh em xứng đáng để chơi chưa? Đấy anh em nhá. Nhiều anh em hỏi em là đồ lô nhiều thì đấy, em nhìn cái xe này đã phê chưa? Cái xe này xứng đáng để anh em chơi chưa? Đấy anh em bảo anh em rồi. Trước khi anh em bình luận về tiền ấy thì xem lại cái giá trị xe. Và trước khi anh bình luận giá trị xe phải nói về tiền. Đấy. Tiền nào của ấy anh em nhá. Giá trị đồng tiền anh em bỏ ra bao nhiêu? Anh em nhận về giá trị xe bấy nhiêu? Và tiền nào thì của ấy anh em nhá. Đây là anh em nghe này. Này anh nghe này, nghe này. Ha. Đấy. Đấy. Đấy, nghe rõ nhất này. Bô nhà em là bô 11, em đặt riêng anh em nhá. À. Đấy. 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 À. Đấy. Ok, không cần bắt tay nữa nha anh nhá. Không quay mặt anh nữa. Anh đi về rồi anh em nhá. Anh đi về rồi. Tức là anh duyệt hết rồi. Được chưa? Về cơ bản là duyệt hết rồi. Bây giờ chỉ là về căn chỉnh lại cho anh nữa thôi. Là cái phanh này già đi vài cái là nó êm ái lại. Đấy, và cái phe đèn này làm cho anh khít khít lại một tí. Nói chung là ok. Đấy. Đây là anh về rồi kìa. Đấy con xe của anh kìa. Đấy, anh về rồi, không chút quay mặt anh em thông cảm. Đấy, người ta không muốn lên hình. Nhưng em xin mãi được cái video này anh em ạ. Anh nhìn phê chưa? Phê con TT luôn nhá. Cảm ơn anh rất nhiều. Đấy. Hẹn anh ngày 25 em trở lên tận nhà anh nhưng mà không được quay video. Anh em ạ. Đấy. Ok anh em nhá, mai em sẽ có video chi tiết cho anh sau. Mai em sẽ lên video chi tiết. Bây giờ thế này là tạm dừng anh em nhá. Đấy, chào tất cả anh em. 11 giờ đêm anh em vẫn làm đấy anh em này. Đây này, xe này, 11 giờ đêm nhá. Đây 11 giờ đêm này anh em nhìn này. Vẫn đang làm đấy nhá. Đấy, đây 11 giờ đêm, đây anh kia kìa, xe đấy. 11 giờ đêm, khách của em vẫn đến lấy xe, chốt xe và chờ 2 năm. Chuyển tiền rồi, vừa chuyển tiền rồi. Và em xin phép đây là bác. Ơ, cho xe ra đi, cho xe ra. Anh em thông cảm là khách của em là không muốn lên mặt thì em xin phép được quay là được rồi. Đấy, chào tất cả anh em nhá. À bác anh đấy, bác anh đấy. Bác anh đặt xe nhà em đấy anh em ạ. Đấy, anh nhá. Phê chưa? Bác anh đấy, bác anh chưa đặt con xe nhà em, anh em nhớ con xe này không? Bác đặt nhà em con xe 80 triệu đấy. Ok anh em nhá. Chào tất cả anh em. Ok. Đấy, thôi anh em đi ăn cơm đi, 11 giờ đêm đi ăn cơm. Để phục vụ anh em có mấy ngày Tết thôi anh em nhá. Ok.